Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến channel Super Trash đây. Và hôm nay thì mình sẽ làm một video với một chủ đề mới. Như các bạn thấy là hôm nay mình đang làm vào ban ngày, các những video trước là mình còn làm vào ban đêm không à. Hôm nay thì mình sẽ làm về ban ngày với một chủ đề mới, đó là chủ đề ẩm thực. Đó là những đó là chủ đề về những món ăn do mình đã tự nghĩ ra. Mình sẽ lưu ý thêm một điều á là cái món mình làm là theo cách của mình, các bạn làm theo cách của bạn thì các bạn có thể cho ra vô cũng được, còn mình thì không, mình thích ăn kiểu mà không có cho mình ăn cả hơn nhiều. Giờ chúng ta giờ thì mình sẽ bắt đầu là tiếp phần thứ hai của chương trình nha. Tiếp tục làm mà các bạn mình nên rửa cắt mấy miếng này thành nhỏ thì khá đơn giản, cho nên mình sẽ cắt vài miếng xong rồi những miếng còn lại là các bạn làm theo nha. Rồi sau đó mình sẽ ngừng cái chỗ này đó, mình sẽ cắt một trên đây là 14 miếng bắp tay này. Giờ những cái bắp tay còn lại nữa. Những cái bắp tay còn lại là các bạn tự cắt nha. Chứ vì này khá là gấp đơn giản cho các bạn rồi. Chủ mình như vậy nên mấy vị này là đơn giản nha. Các bạn tự làm nha. Rồi sau khi mình cắt thì mình sẽ bỏ thêm trứng vô. Mình sẽ ngừng chỗ này. Rồi mình đã cắt hết bắp tay rồi. Đây. Rồi mình sẽ giờ chúng ta sang phong độ tiếp theo nhé. Giờ tiếp theo là các bạn nên đập hai quả trứng này ra, xong mà trộn xong rồi trộn bắp tay lại.
xong. Chúng ta bỏ xuống rồi xong rồi nè. Chúng ta sẽ cộng ở trong đây. Các bạn làm sao cho cái lồng lồng vàng nó chiếm hết toàn bộ miếng bắp tôi các bạn đã cắt. Giờ đối với những bạn nào mà thích ăn ăn mấy ốc cây á, các bạn có thể bỏ ốc vô. Giờ mình sẽ cắt cái ốc này ra từng miếng nhỏ. Đã cắt xong rồi là các bạn gì còn lại là trộn lên thôi. Rồi xong rồi mình đã trộn toàn bộ xong rồi. Đây. Chỉ còn lại là các bạn đem đi chiên thôi. Giờ mình sẽ giữ chỗ này xong rồi cuối cùng mình sẽ quay trở lại. Rồi, mình đã hoàn thành cái việc chuẩn bị rồi. Giờ đi con rồi mình sẽ đi chiên thôi. Đó, chảo nó dầu xong rồi mình đã chuẩn bị rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó, đang thay bỏ như vậy á. Đó, giờ một cái mình nói cho các bạn biết là các bạn có nên để cái miếng mà mình vừa đổ xuống á, là các bạn nên giữ khoảng thời gian lâu để cho nó chỉ xem màu nâu á, ăn vậy mới giòn. Bây giờ chúng ta tiếp tục ăn. Các bạn nên đọc 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 đọ
hỏi gì mình không biết. Giờ mình sẽ đưa cái miếng đầu tiên vào nha. Giờ xong cái miếng đầu tiên rồi, mình thấy cái này dễ đối với các bạn cho nên mình sẽ bấm dừng lại. Còn những miếng còn lại là các bạn tự chiên nha. Mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Cái này là rất đơn giản cho nên cách với món này là đơn giản. Nhưng mà đối với một số bạn nhỏ của mình á, là các bạn không được chiên nha. Các bạn chiên phải có người lớn bên cạnh nha. Rồi. Giờ mình sẽ chiên những miếng còn lại, xong rồi mình sẽ quay trở lại. À, cuối cùng mình đã làm xong rồi. Và đây mình đạt được 1.000 sub nha. Mong các bạn cố gắng và hãy đăng ký kênh của mình thật nhiều nha. Rồi, cảm ơn các bạn.